Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là trạng ngữ. Trạng ngữ, trước hết, được hiểu là một bộ phận phụ để bổ sung cho bộ phận chính của câu. Trong câu có bộ phận chính. Bộ phận chính mà các con đã học để giới thiệu về chủ thể trong câu đó chính là chủ ngữ, và giới thiệu đặc điểm, hoạt động hay trạng thái hoặc giới thiệu cho chủ ngữ đó chính là vị ngữ. Như vậy, chủ ngữ và vị ngữ được coi là một bộ phận chính của câu. Tuy nhiên, ta hôm nay sẽ cùng tìm hiểu thêm một phần tuy nhỏ bé trong câu nhưng lại có giá trị để giới thiệu lớn trong câu, đó chính là bộ phận phụ của câu. Bộ phận phụ của câu ở chương trình tiểu học các con được học đó chính là trạng ngữ. Trạng ngữ vì chỉ là bộ phận phụ thôi cho nên câu có thể có thể không. Ví dụ, trong bộ phận chính của câu, tôi đi học. Vậy là đã đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ rồi. Nhưng nếu như còn có bổ sung thêm về trạng ngữ, ví dụ, hôm nay tôi đi học, thì sẽ rõ hơn cho phần chủ ngữ ở bộ phận chính, vị ngữ ở bộ phận chính rất nhiều. Vậy, nó có thể bổ sung ý gì? Chúng mình tìm hiểu tiếp nhé!